Kể từ bữa nay kênh sẽ mở Evan xuyên suốt, các bạn nhớ xem video này nhớ để lại một cái comment số điện thoại bên dưới, mình sẽ quay kênh đùm tặng xe cào cho các bạn. Các bạn đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn kiếm 100 đồng world là tương đương với khoảng 60 đô nha các bạn, miễn phí. Đầu tiên thì các bạn đăng ký vào một cái Gmail, email password và xác nhận password nha các bạn. Rồi các bạn vô email chính của mình verify nha các bạn. Rồi vì mình đã không làm tốn thời gian của các bạn, mình sẽ cắt bỏ cái phần đó. Rồi các bạn vào cái mục mail này các bạn. Các bạn nhớ xem hết cái video này, cuối video mình có tặng cho một bạn cái một cái thẻ cào trị giá 10k cho các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn bước thứ hai, các bạn bấm vào ứng dụng Authy, mình có để được, mình có để dưới đường link mô tả cho các bạn luôn đó. Các bạn chỉ việc nhấp vào và tải về nha các bạn. Rồi rồi nó ra một cái giao diện này, các bạn cài đặt mật khẩu 2FA nha các bạn. Rồi mình đã tải một cái ứng dụng Authy xong rồi các bạn, hoặc các bạn nhấp vào cái chỗ này các bạn tải về cũng được, mình khỏi để phần liên cũng được nha các bạn. Rồi các bạn múc sao chép liên kết nè các bạn, bạn múc vào cái mục sao chép nè, copy. Không qua các bạn ơi, mình lộn các bạn ơi, mình phải quét cái mã QR này các bạn ơi. Các bạn chụp màn hình lên các bạn, chụp màn hình lại. Rồi các bạn qua bên cái Google Authy nha các bạn. Các bạn qua Google Authy các bạn nhấp vào dấu cộng nha các bạn. Không, vì mình đã có chơi Authy bảo mật cái mấy trang web kia, còn các bạn vô khẳng thì nó có hai gạch này nè. Các bạn nhập vào quét chạch mã các bạn. Rồi không các bạn ơi, các bạn dùng ứng dụng Authy này thì phải có hai cái điện thoại mới quét mã được các bạn ơi. Vì mình sợ làm gì có nhiều bạn không có con cái điện thoại thì sao. Rồi mình sẽ chọn SMS di động các bạn. Rồi các bạn đăng ký số phone, các bạn. Các bạn chọn vào 191, các bạn chọn vào đầu số Việt Nam các bạn. Nó có hỗ trợ cho Việt Nam nè. Cái sàn này là cái sàn của một thằng Ấn Độ được Binance mua lại nha các bạn, rất là uy tín. Cái sàn Binance này sự kiện của năm trước đó các bạn, rất là uy tín nha các bạn. Năm trước nhiều người chơi và ăn con này rất nhiều nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống chọn đầu số Việt Nam nha các bạn. Rồi nhập số điện thoại của bạn vô, có 84 thì bỏ 0 đầu, 3299315577, gỡ mã OTP. Các bạn bỏ ra có khoảng 15-20 phút, các bạn đăng ký thành công rồi một cái tài khoản đấy đó thì chờ ngày rút tiền thôi. 60 đô tương đương nhưng triệu mấy cũng được các bạn. Mình chờ mã tôi đây gửi đến chút nữa các bạn. Chờ đi. Rồi mã xác minh đã gửi được về cho mình các bạn, 395155. Rồi các bạn bấm nút ký tiếp nha các bạn. Ôi bê không chính xác, hoặc hết hạn để thử. Rồi các bạn nó gỡ mã 2FA về, mình nhập số rồi là mình đã cài đặt bảo mật thành công rồi các bạn. Rồi các bạn, mình được hai bước rồi các bạn. Còn mình vô mình đăng ký cái nữa là mình vô cái tài khoản nha các bạn. Rồi chọn đất nước của bạn, mình chọn Việt Nam nha các bạn. Bấm vỏ vô chữ Việt Nam đi cho nó mau. Việt Nam không có lựa chọn. Rồi các bạn chọn quốc gia Việt Nam xong các bạn bấm nút keep cho ngay các bạn. Chờ lót chút các bạn. Rồi các bạn bấm vào ba cho gặp bên góc tay phải các bạn. Các bạn bấm vô một tài khoản nè các bạn. Một cài đặt tài khoản nè. Một tài khoản chứ. Một cài đặt tài khoản các bạn nhấp vào một KYC nha các bạn. Các bạn KYC rồi mới được rút tiền nha các bạn.
Mình sẽ hướng dẫn các bạn KYC luôn các bạn. Rồi các bạn vô mục KYC các bạn. Các bạn vô mục là Comlink KYC nữa các bạn. Rồi các bạn KYC cho các bạn. Rồi đây mình hướng dẫn các bạn từ từ luôn. Một chiếc thẻ cào 10k mình có để ở dưới cái phần link mô tả, các bạn nào nạp thì để lại comment nha các bạn. Kit name là tên nha các bạn. Các bạn ghi tên không dấu nha các bạn. Còn mili name này là tên điểm hay của mình cũng không chính xác không nha các bạn. Còn last name là tên nha các bạn. Rồi các bạn ghi ngày tháng năm sinh vô. Để mình tìm hiểu thêm. Các bạn đầu tiên thì chọn Việt Nam, tên đầu tiên, tên điểm, tên cuối, ghi không dấu, số nhà, địa chỉ nhà, tiểu bang An Giang, thành phố, mã zip code, loại tài liệu các bạn chọn chỉ chứng minh nhân dân nha các bạn, rồi ID quốc gia nữa. Rồi mình đã chọn xong rồi, mình up lên một cái ảnh, tải lên trước thẻ ID quốc gia, tải lên một ảnh thẻ ID là cái số chứng minh nhân dân mình các bạn, rồi tải lên up lên một cái mặt trước nha các bạn. Các bạn tải lên. Rồi nha các bạn, mình nhắc lại nha các bạn. Địa chỉ nhà là mình ghi số nhà, đường ở mình nha các bạn. Rồi các bạn tải lên một giấy chứng minh nhân dân, quan chụp hình mặt trước nha các bạn. Đây là mặt sau nha các bạn. Còn các bạn cầm một cái giấy chứng minh nhân dân, khỏi ghi chữ gì chân các bạn. Như vậy là xong, mà như mình vậy nè. Rồi các bạn, rồi các bạn bấm nút gỡ để xác minh nha các bạn. Vậy nếu các bạn KYC thành công, chụp màn hình gửi cho mình đi, mình sẽ tặng cho các bạn $1 đến $2 nha các bạn. Rồi vậy video sau mình sẽ hỗ trợ các bạn rút tiền về nha các bạn. Con này nữa nó kêu mình nạp vào không phết không mấy ấy đó, rồi mới rút về các bạn. Đồng tròn á, mình sẽ hỗ trợ cho các bạn đồng tròn, năng cho các bạn nạp và rút tiền về các bạn. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc, xin chúc các bạn kiếm thật là, xin chúc các bạn KYC thành công các bạn. Các bạn nhớ để lại số điện thoại comment bên dưới nha các bạn, mình sẽ random tặng thẻ cào cho các bạn nha các bạn.